Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Gáy To. Thì tháng 6 vừa rồi, VD4 Pro của nhà FlyDZ vừa cho ra mắt và nó đã trở thành Best Controller trong phân khúc. Và từ đó thì chưa có tay cầm nào có đủ khả năng để cạnh tranh trực tiếp lại với VD4 Pro. Hôm nay thì mình sẽ review một sản phẩm của nhà Big Big One. Nếu mà nói rằng nó có thể cạnh tranh trực tiếp với lại VD4 Pro thì chưa. Nhưng mà đây sẽ là một con hàng mà anh em có thể cân nhắc khi mà lựa chọn mua những con tay cầm cùng phân khúc với lại VD4 Pro. Và đó là Big Big One Rainbow High Pro. Mình sẽ review chi tiết con tay cầm này để anh em có thể đánh giá xem là thực sự nó có so sánh được với Best Controller trong phần khúc không nhá. Và nếu anh em đang tìm mua những tay cầm chính hãng như là FlyDZ Apex 4, VD4 Pro hoặc là những sản phẩm về phụ kiện game thì ở GameStop đang bán với một mức giá cực kỳ ưu đãi, chính hãng 100% và chính sách bảo hành cực kỳ tốt. Ok, thì trước mặt anh em chính là Big Big One Rainbow High Pro. Sơ qua một chút về nhà Big Big One, anh em nào mà chơi tay cầm lâu rồi thì chắc chắn sẽ biết về nhà này, nhưng mà mình nghĩ nó vẫn sẽ tương đối lạ so với một số anh em mới tiếp cận đến tay cầm. Big Big One thì cũng là một hãng tương đối lớn chuyên về thiết bị chơi game tại Trung Quốc với những sản phẩm có độ hoàn thiện và công nghệ rất ok và giá thành lại vô cùng hợp lý. Với Rainbow High Pro thì mức giá hiện tại đang dao động trên thị trường từ 1.3 triệu đến 1.5 triệu, và mình nghĩ đây là một mức giá tương đối tốt. Và tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là mức giá của full option trên Rainbow High Pro. Ok anh em, thì đi sâu ở bên trong hộp, anh em sẽ có thứ nhất đó là USB receiver 2.4 với thông số mà hãng đưa ra là nó có thể kết nối được với PC và polling rate lên tới 200Hz. Thứ hai là một sợi cáp USB 2 Type-C để sử dụng cho việc kết nối có dây, và polling rate khi mà kết nối có dây cũng đạt là 1000Hz. Tiếp đến anh em sẽ có cho mình một đốc sạc không dây. Cá nhân mình đánh giá thì đây là một đốc sạc tương đối nhỏ gọn, cảm giác cầm nắm thì khá là đầm tay và chất lượng build khá tốt. Phần đế thì được bọc thêm một lớp silicon, mục đích là để chống trơn trượt. Đốc sạc này thì sẽ sử dụng cổng Type-C để cấp nguồn. Anh em cũng có thể cắm USB để kết nối không dây thông qua đốc sạc. Cá nhân mình nghĩ mình sẽ thích cái đốc sạc của Big Big One Geo hơn, tại vì cái đốc sạc này với mình thì tương đối nhỏ và cách mà tay cầm nó để lên cũng không được đẹp. Và đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân mà có thể đâu đấy lại hợp gu một anh em nào đấy. Ok, thì tiếp tục anh em sẽ có thấy thêm hai cặp thumbstick để thay thế, cộng thêm cả thumbstick mặc định thì anh em sẽ sở hữu đến tới 3 cặp thumbstick với thông số chiều cao như sau. Với thumbstick ngắn anh em sẽ có chiều cao là 50mm, thumbstick tầm trung thì anh em sẽ có chiều cao là 70mm, và đối với thumbstick cao anh em sẽ có chiều cao là 100mm. Về chiều cao của thumbstick thì sẽ giúp anh em cho việc chơi game dễ dàng hơn, và để tùy vào từng tựa game mà anh em chơi có thể thay đổi linh hoạt. Đi bắt trên Rainbow High Pro thì anh em sẽ có hai option. Thứ nhất đó là đi bắt mặc định, anh em sẽ có đi bắt 4 hướng thì hãng sẽ cho anh em thêm một cái đi bắt 8 hướng đi kèm để anh em có thể thay thế. Và đây là nhân vật chính chiếc Big Big One Rainbow High Pro. Chúng ta sẽ đánh giá sơ qua về layout trước. Thì con hàng này sở hữu một nước sơn nhám với chất liệu nhựa trong suốt ở phần mặt trước. Và bề mặt trên con này có một ưu điểm đó là không bám vân tay và mồ hôi. Phía báng cầm anh em sẽ để ý là hãng nó sẽ làm sần lên để cái cảm giác cầm nắm của anh em khi mà chơi game nó sẽ được bám tay hơn. Cho anh em quan sát kỹ hơn về các chi tiết ở trên Rainbow High Pro, chất lượng hoàn thiện thì cá nhân mình đánh giá tương đối tốt. Đầu tiên là mình thấy nó không bị ọp ẹp. Thứ hai là cái cảm giác cầm đầm chắc và form cầm cũng khá ôm tay và công thái học. Nói chung là cái cảm giác cầm nắm cũng khá thoải mái. Trọng lượng ở trên con này thì mình đo được nó cũng chỉ loanh quanh khoảng 254g mà thôi. Với trọng lượng này thì việc anh em sử dụng trong thời gian dài để chơi game thì nó sẽ không bị cảm giác mỏi tay. Nói chung đây là một con tay cầm tương đối nhẹ nhàng. Anh em để ý một chút ở trên phần logo thì đây cũng chính là nút nguồn của Rainbow High Pro. Việc của anh em chỉ là giữ nút nguồn từ 1 đến 2 giây là chiếc tay cầm của anh em sẽ được lên nguồn. Layout khi lên đèn của Rainbow High Pro thì anh em sẽ thấy nó có một dải led chạy dọc theo khung sườn. Ban đầu mình có nhìn những hình ảnh của nó trên hãng thì mình cảm giác cũng không ưng lắm bởi vì nó không hợp gu của mình. Nhưng mà khi cầm vào trên tay thì mình cũng thấy nó không quá xấu. Dải led này thì cũng đem lại một cảm giác tương đối mới mẻ, và điểm đặc biệt là anh em hoàn toàn có thể custom lại bằng app. Mặc định của hãng thì anh em sẽ có 6 mode đèn led để anh em có thể tùy chọn. Anh em cũng có thể tự custom theo ý thích của mình. Cái này thì mình nghĩ là cũng tùy thuộc vào gu của anh em thôi. Mình thấy đây là một điểm cũng tương đối mới và nó hướng về người dùng hơn của nhà Big Big One. Trên app của Big Big One thì anh em cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh sâu ở một config, điều chỉnh depth zone của joystick, depth zone của trigger, điều chỉnh gyro, map phím và set turbo và điều chỉnh rung trên tay cầm. Và anh em cũng có thể điều chỉnh macro bằng app một cách vô cùng là dễ dàng. Quan trọng là giao diện trên app của Big Big One thì mình thấy nó cũng tương đối dễ sử dụng. Đây cũng sẽ là một điểm cộng của nhà Big Big One. Phía các phím bấm thì bây giờ mình sẽ review từng chi tiết cho anh em. Đầu tiên là về trigger. Rainbow High Pro sở hữu trigger có công nghệ đó là Hot Effect Trigger, và cần thay đổi hành trình phím. Khi mà gạt lên thì anh em sẽ có hành trình phím ngắn. Với hành trình phím ngắn thì sẽ phù hợp để chơi các tựa game như là FPS, còn khi mà gạt xuống thì sẽ là hành trình phím dài, phù hợp cho các tựa game như là đua xe hơn. Trigger trên con này thì tương đối ổn, về cảm giác bấm cũng như là độ nông sâu và lực trả về thì rất là vừa đủ. Nếu anh em là một người chơi tương đối khó tính thì mình nghĩ anh em sẽ chưa hoàn toàn ưng ý với hành trình phím ngắn ở trên Rainbow High Pro bởi vì nó chưa đủ độ nông. Nếu như mà hãng làm nó nông hơn một chút nữa thì cảm giác
bấm chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Tất nhiên là hiện tại vẫn có thể hoàn toàn chấp nhận được. Về phía các phím XIAB ở trên Rainbow 2 Pro thì sẽ là phím cao su. Sơ qua về cảm giác bấm thì mình cảm thấy nó hơi nặng tay mình một chút. Bù lại thì cái độ nảy và cảm giác khi bấm khá ổn áp. Tất nhiên là phím bấm cũng rất ngon. Và có một điểm mình thấy khá hay và nói lên được độ tinh tế của nhà Big Big One, đó là cụm XIAB sẽ sở hữu tới hai layout. Layout chính thì sẽ là layout Xbox. Phía bên trong này thì anh em sẽ thấy đó là layout Switch. Với hai layout thì khi mà anh em chơi game đa nền tảng sẽ trở nên linh hoạt và thao tác sẽ dễ dàng hơn. D-pad ở trên Rainbow 2 Pro có cảm giác bấm thì tương đối ổn áp. Chốc nữa thì mình sẽ test cho anh em xem. Nói về joystick thì joystick trên con hàng này tương đối đặc biệt. Nó không phải là Hall Effect joystick mà là ALPS joystick. Hãng công bố rằng là joystick trên con hàng này sở hữu công nghệ chống trôi cần và nó được gọi tên là Adaptive Calibration, cho phép tay cầm tự động điều chỉnh và loại bỏ điểm trôi cần. Thông số depth zone thì là bằng 0. Vì cũng là vừa về tay nên mình sẽ chơi thêm một thời gian nữa và cập nhật thực tế cho anh em xem là tình trạng trôi cần của nó có hay không. Về cảm giác xoay cần thì vẫn rất là mượt mà. Trong nữa thì mình sẽ test kỹ hơn cho anh em xem. Nút Macro ở trên Rainbow 2 Pro sẽ được thiết kế cũng như là vị trí đặt nút rất là khác. Phía sau sẽ là hai nút M1 và M2 được thiết kế lớn hơn, còn nút M3 và M4 sẽ được đặt ở phía trên cạnh với trigger. Thiết kế như này thì anh em sẽ thao tác dễ dàng hơn và tránh bị bấm nhầm. Nếu anh em để ý những cái thiết kế cụm 4 phím thông thường ấy, đôi khi anh em chơi game quá tập trung ấy thì khi mà bấm Macro thì có thể là bấm nhầm. Thì cái điểm cải tiến này của Rainbow 2 Pro cực kỳ là tối ưu luôn. Một điểm mà mình rất thích trên con tay cầm này đó là cổng 3.5mm để cắm tai nghe. Thì anh em sẽ kết nối nó bằng receiver và cắm tai nghe để sử dụng. Theo hãng thì độ trễ trên con này chỉ là 20mm mà thôi. Và đây là một thông số mà cá nhân mình đánh giá thì nó cực kỳ ấn tượng. Tiếp theo thì mình sẽ giải thích một chút về cụm 4 phím ở trên Rainbow 2 Pro. Đầu tiên thì sẽ là nút Turbo. Đây sẽ là nút để anh em gắn phím và sử dụng Auto Tap. Thứ hai sẽ là nút Mapping. Thứ ba sẽ là nút Macro để anh em có thể lưu lại các thao tác mà anh em vừa thực hiện. Và cuối cùng là nút Config. Nút này thì để anh em có thể chuyển đổi được các setting nút mà anh em đã lưu sẵn. Ở đây thì anh em sẽ có thêm đó là nút View, nút chụp ảnh màn hình và menu. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào phần test polling rate cho anh em xem. Thì anh em vẫn có thể tự test được polling rate ngay tại nhà. Cho anh em nào chưa biết thì để mà test được polling rate thì anh em sẽ lên web và tải cho mình một ứng dụng, đó là Game Butler. Theo hãng công bố thì với kết nối có dây, con này sẽ đạt polling rate là 1000Hz. Đầu tiên là với kết nối có dây. Ok, không phải chờ luôn. Mọi thông số thì có thể nhìn thấy ở đây đều tương đối chuẩn. Bowling Red Mark thì đạt 1000Hz. Các thông số còn lại thì cá nhân mình đánh giá nó không quá ấn tượng, nhưng mà nói chung nó nằm ở mức khá ổn. Bây giờ mình sẽ test Bowling Red với kết nối receiver. Về đoạn này thì mình sẽ tua nhanh hơn một chút bởi vì nó sẽ lâu hơn so với lại kết nối có dây. Ok anh em, thì điểm bất ngờ đó là polling rate khi mà kết nối với receiver thì nó đạt 250Hz. Trong khi đấy thì nếu anh em xem kỹ thì hãng có công bố là khi mà kết nối receiver nó chỉ đạt 200Hz thôi. Thực ra thì cũng tốt bởi vì là như này thì cũng được gọi là vượt chỉ tiêu đúng không anh em? Tiếp theo thì mình sẽ truy cập vào game bát test để mà test phím cho anh em xem. Joystick ở trên con hàng này thì không phải nói rồi, cực kỳ mượt bởi vì nó là cần 12 bit. Nếu mà nói về joystick thì mình sẽ không có gì để chê ở trên con hàng này. 4.4%, đây là thông số cực kỳ ngon nha. Tiếp tục đến với phần trigger. Thì với trigger của con hàng này thì theo mình test nó cực kỳ chính xác luôn. Anh em có thể nhìn thấy này. Để ý thì anh em sẽ thấy nó nhận từng con số nhỏ luôn. Đánh giá về trigger thì trigger ở trên Rainbow 2 Pro được hãng công bố là sử dụng công nghệ đó là Hall Effect Trigger. Và cái điểm nổi bật nhất vẫn là cần thay đổi hành trình phím. Nói chung là ngon. Test debug cho anh em xem. Ok, thì debug trên Rainbow 2 Pro tương đối mượt, không có gì để chê cả. Về các phím XIAB thì anh em cũng có thể thấy nó rất nhạy. Bây giờ mình sẽ thử set turbo cho anh em xem. Cách set thì cũng rất là đơn giản, đó là anh em chỉ cần giữ phím turbo và bấm chọn một phím. Ví dụ ở đây thì mình bấm phím A. Anh em cũng có thể điều chỉnh tốc độ của turbo bằng cách là giữ nút turbo và sử dụng debug tiến hoặc là lùi. Tiếp theo thì mình sẽ test gyro cho anh em xem. Tựa game mà mình lựa chọn đó là Alpha 9. Với gyro ở trên Rainbow 2 Pro thì đây là một cái công nghệ mà nhà Big Big One tự phát triển và được gọi là công nghệ gyro thế hệ thứ 3. Đánh giá thực tế khi mà sử dụng gyro, đối với bản thân mình cảm thấy khá ổn. Mình thì cũng là một người chơi sử dụng gyro tương đối nhiều, nhưng mà về trải nghiệm gyro trên Rainbow 2 Pro thì tương đối là ok và không có điểm nào để mình chê cả. Mình sẽ test thêm về khoản đó là rung ở trên Rainbow 2 Pro thì mình sẽ cho anh em nghe thử trước. Đấy, anh em thấy không? Nó rung rất là mạnh luôn anh em ạ. Và với khoản rung này thì anh em vẫn có thể tùy chỉnh được độ rung theo từng mức độ như là nhẹ, vừa và mạnh. Còn nếu anh em nào mà không thích rung thì vẫn có thể tắt rung anh em nhé. Để ý một chút thì bề mặt trước của Rainbow 2 Pro là bề mặt trong suốt, nên là anh em có thể nhìn thấy được phần motor rung ở bên trong tay cầm luôn. Thì điểm này thì trông cũng khá hay ho và đây cũng là một chi tiết để làm nổi bật lên cái điểm nhấn của tay cầm. Nói một chút về thời lượng pin ở trên Rainbow 2 Pro thì sẽ là 1000mAh. Với thông số này thì mình nghĩ anh em có thể sử dụng liên tục trong khoảng 2 đến 3 ngày. Còn trong trường hợp mà anh em sử dụng có dây thì cũng như anh em
em đang sạc trực tiếp cho tay cầm luôn, nên là không phải lo nghĩ về vấn đề pin anh em nhé. Về phần trải nghiệm game thực tế, độ trễ cho con hàng này thì cá nhân mình không cảm nhận được độ trễ. Sẽ có rất ít điểm để anh em có thể chê trách về con hàng này của nhà Big Big One về mặt công nghệ. Nhưng mà nếu như hỏi mình là những điểm nào mà mình chưa ưng ý cho lắm thì chắc chắn là về cảm giác bấm. Cụm XIAB thì công nhận nó có độ này tốt, nhưng mà với mình thì vẫn hơi nặng tay bởi vì cá nhân của mình cũng không thích phím cao su cho lắm. Về phần trigger thì như mình đã nói ở đầu video, khi mà anh em chơi các tựa game FPS thì nếu như trigger của Rainbow Hai Pro nó nông hơn một chút thì cảm giác bấm sẽ tốt hơn rất nhiều. Về phần D-pad và joystick thì mình cảm thấy rất ngon rồi, vật này thì rất là ok. Nút macro thì mình chưa có dịp để sử dụng nhiều, nhưng mà mình nghĩ là với thiết kế này của nhà Big Big One thì chắc chắn sẽ cải thiện tốt cho anh em về tính linh hoạt cũng như là dễ bấm hơn rất nhiều. Ok anh em, thì vừa rồi mình đã review xong Big Big One Rainbow Hai Pro, một chiếc tay cầm mà ngay từ đầu mình đã nói với anh em rồi, đây là một option cùng phân khúc với Vdo 4 Pro và nó rất đáng để anh em tham khảo. Và ok, nếu anh em thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại một like, subscribe và bật thông báo nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.